Xin chào các em. Rất vui khi gặp các em trong chương trình bổ trợ kiến thức toán đại học. Như các em biết thì năm thứ nhất của các trường đại học và cao đẳng thì các bạn sinh viên phải học cái bộ môn toán cao cấp. Bộ môn toán cao cấp thì nó bao gồm nhiều cái phần, ví dụ như đại số tuyến tính, rồi giải tích. Tôi rất là hân hạnh được giúp các em ôn tập phần đại số tuyến tính trong chương trình toán cao cấp này. Môn đại số tuyến tính thì nó bao gồm nhiều mảng kiến thức, ví dụ như ma trận, hệ phương trình tuyến tính, định thức, không gian vectơ, vân vân. Tôi nghĩ là cái thời lượng mà phát sóng trong đài truyền hình thì cũng có thể nó không nhiều bằng cái thời lượng chúng ta học ở nhà trường. Do đó, ngoài cái phần mà các em xem trên đài truyền hình, các thầy người ta bổ trợ kiến thức cho mình, thì tôi nghĩ một phần cũng khá quan trọng đó là các em cần phải nghiên cứu kỹ tài liệu toán cao cấp của trường mình. Mà nếu có thể được thì có thể xem thêm các sách toán của các trường bạn. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu từ bài thứ nhất. Đó là bài ma trận. Trong bài ma trận, ta sẽ nghiên cứu các vấn đề sau đây. Thứ nhất là các định nghĩa. Thứ hai là các phép toán trên ma trận. Thứ ba là định thức của ma trận vuông. Thứ tư là hạng của ma trận. Và cuối cùng là ma trận khả nghịch. Chúng ta đi vào phần thứ nhất là các định nghĩa. Trong phần các định nghĩa, cái đầu tiên cần phải biết đó là ma trận là gì. Thì ma trận chẳng qua nó là một cái bảng số. Trên bảng là một cái bảng số. Các con số được xếp thành từng dòng, một cách có thứ tự, xếp thành từng cột, cũng có thứ tự như vậy. Cái bảng số trên bảng á, nó có M dòng. Đây là dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ ba. Và đây là dòng thứ M. Cái chỉ số M này diễn tả nó đang là dòng thứ M. Và nó có N cột. Đây là cột 1, đây là cột thứ hai, đây là cột thứ ba. Và cuối cùng đây là cột thứ N. Một cái ma trận mà nó có M dòng và N cột như thế này á, thì người ta gọi nó là một cái ma trận có cấp là M nhân N. Người ta thường ký hiệu ma trận bằng các cái chữ in, ví dụ như là ma trận A, ma trận B lớn, ma trận C lớn, vân vân. Và nếu cái ma trận này có cấp là M nhân N thì dưới chân cái chữ A này nè, họ có ký hiệu là M nhân N để diễn tả đây là ma trận có cấp là M nhân N. Thế cứ cho một cái ma trận là cho một cái bảng số như thế này. Nhưng nếu lúc nào chúng ta cũng phải vẽ một cái bảng số như thế này thì các em thấy rõ ràng là nó rất là phức tạp. Thế đôi khi mình không có quan tâm đến các con số trong ma trận này. Thì người ta có thể ký hiệu ma trận gọn hơn đó là AIG để trong ngoặc rồi có cái M nhân N. Để diễn tả đây là ma trận A, có các cái phần tử là AIG, cấp của nó là M nhân N. Và nếu như chúng ta cũng không quan tâm luôn cái cấp của ma trận luôn, thì có thể viết gọn hơn nữa đó là ma trận A là ma trận AIG. Nhìn kỹ hơn một tí xíu trên ma trận này, các anh thấy là các cái phần tử của nó, ví dụ như đây người ta ghi là A13 nè. Thì cái số 1 với số 3 này là số 1 đầu tiên này là cái chỉ số diễn tả cái vị trí của cái dòng mà cái phần tử này nó đang ở trên đó. Vì đề số 1 có nghĩa là cái phần tử này đang nằm trong cái dòng thứ nhất. Và cái chỉ số thứ 2, số 3 này nè là chỉ số cột của phần tử này. Khi ta viết A13 có nghĩa là phần tử này đang nằm ở trên dòng thứ nhất và cột thứ 3 của ma trận.
ta tìm hiểu thêm một cái định nghĩa thứ hai, ma trận bậc thang. Ma trận bậc thang là ma trận gì? Để biết ma trận bậc thang ma trận gì, trước hết ta xét thử một cái ma trận cụ thể. Trên bảng tôi cho một cái ma trận có 4 dòng, 3 cột, 5 cột. Như vậy ma trận này là một cái ma trận cấp là 4 x 5. Các em xem thử là trong 4 cái dòng của ma trận này nè, thì nó có cái gì đặc biệt không? Có phải là cái dòng thứ tư á, là nó khá đặc biệt, là bởi vì các phần tử của cái dòng thứ tư này nó đều là số 0. Thì khi một dòng của ma trận mà các phần tử của nó đều là số 0 như thế này nè, thì người ta gọi cái dòng đó là dòng bằng 0. Còn nếu một cái dòng mà có ít nhất một phần tử khác 0, ví dụ như ba cái dòng ở trên, mỗi dòng nó có ít nhất một phần tử khác 0, thì các cái dòng như thế này người ta gọi nó là dòng khác 0 của ma trận. Một cái ma trận bậc thang sẽ là một cái ma trận thỏa hai điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất là dòng bằng 0 phải nằm dưới các dòng khác 0. Ví dụ như cái ma trận cụ thể này nè, thì nó đã thỏa mãn được cái điều kiện thứ nhất của ma trận bậc thang, đó là dòng bằng 0 là dòng thứ tư nè, nó nằm phía dưới các cái dòng khác 0. Cái thứ hai, bây giờ với ba dòng khác 0 trong ma trận này, thì ta thấy rằng cái dòng thứ ba nè, phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của cái dòng thứ ba này nè, nó là số 4. Phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng thứ hai nó là số 3. Và phần tử khác 0 đầu tiên tính từ bên trái qua đó của dòng thứ nhất nó là số 2. Thì ta thấy là phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng dưới so với phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng trên đó, nó nằm lệch về bên tay phải. Nó nằm lệch về bên tay phải. Số 4 nó nằm lệch về bên tay phải so với số 3 nè. Số 3 nằm lệch về bên tay phải so với số 2. Như vậy thì cái ma trận này nó thỏa cái điều kiện thứ hai là phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng dưới nằm về bên phải phần tử khác 0 đầu tiên bên trái của dòng phía trên nó. Một cái ma trận mà thỏa hai cái điều kiện như thế này nè, thì người ta gọi đó là một ma trận bậc thang. Rất là đơn giản. Rồi ta xem một cái định nghĩa mới. Ma trận 0. Ma trận 0 là ma trận gì? Thì người ta gọi một ma trận là một ma trận 0 khi mà tất cả các phần tử của ma trận này đều là số 0. Nghĩa là nếu đối chiếu với lại cái định nghĩa dòng bằng 0 hồi nãy á, thì các em thấy rằng là cái ma trận được gọi là ma trận 0 khi mà các cái dòng của nó đều là dòng bằng 0. Dòng 1, dòng 2, dòng 3 đều bằng 0. Ma trận 0 thường được ký hiệu là cái số 0 để trong ngoặc. Và nếu quan tâm đến cấp của nó thì họ ghi cái cấp nó ở phía dưới cái số 0 này. Ví dụ đây là ma trận 0 có cấp là 3 x 5. Diễn tả đây là có 3 dòng, 5 cột. Tiếp theo, ta nói về ma trận vuông. Thế một cái ma trận, như hồi nãy nói, nó là một cái bảng số. Nó có M dòng và N cột. Thì cái số dòng và số cột của nó có thể khác nhau. Ví dụ như ma trận này nè, thì nó là 3 dòng thôi, nhưng mà đến 5 cột. Thì nếu mà mình viết cân đối, thật là cân đối giữa các phần tử, thì nó ra một cái bảng hình chữ nhật. Nhưng nếu bây giờ cái số dòng và số cột của nó bằng nhau, thì cái hình chữ nhật này biến thành hình vuông nè. Thì cái ma trận mà có số dòng bằng số cột như vậy đó, người ta gọi nó là ma trận vuông. Ví dụ đây là một ma trận vuông, vì nó có số dòng bằng số cột bằng 4. Đối với ma trận vuông á, thì cái cấp của ma trận á, người ta không ghi hai cái chỉ số như vậy. Không phải ghi là 3 x 5 hay là 4 x 4. Ở đây nó có 4 dòng 4 cột, thì thay vì ghi 4 x 4 thì người ta chỉ ghi số 4 thôi. Diễn tả đây là ma trận vuông có cấp là 4. Và khi mình nói rằng ma trận vuông cấp là 4 thì mình phải hiểu rằng đó là cái ma trận nó có 4 dòng 4 cột. Cái ma trận vuông thì nó rất là quan trọng. Mình sẽ gặp cái này rất là nhiều. Ví dụ như sau cái bài này thì chúng ta có đụng đến cái bài là định thức của ma trận vuông. Cho nên mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn về ma trận vuông.
Trong ma trận vuông nó có một cái khái niệm đó là đường chéo chính. Cái đường chéo của hình vuông này mà nó nối từ cái phần tử A11 một phần tử này nè, đến cái phần tử A44 nè, cái đường chéo hình vuông. Thứ nhất này người ta gọi nó là đường chéo chính. Và có một cái đường chéo khác của hình vuông thì nối từ cái phần tử này xuống phần tử này. À, người ta gọi nó là đường chéo phụ của ma trận vuông. Khái niệm đường chéo chính thì nó sẽ gặp được mình gặp rất là nhiều trong chương trình, còn cái đường chéo phụ thì ta ít quan tâm hơn. À, ma trận vuông á thì như hồi nãy nói là nó rất là quan trọng, cho nên đối với ma trận vuông người ta tìm hiểu kỹ hơn về các ma trận vuông đặc biệt. À, các em xem thử là đối với ma trận vuông thì có những ma trận vuông đặc biệt gì. Ma trận vuông đặc biệt đầu tiên tôi giới thiệu đó là ma trận tam giác trên. Ma trận tam giác trên trước hết nó là một ma trận vuông. Đây là một ma trận vuông. Đây là đường chéo chính của nó. Một cái ma trận vuông mà khi các cái phần tử nằm phía dưới của cái đường chéo chính đều là số 0 thì ta gọi nó là một ma trận tam giác trên. À, tại sao mà có cái tên là tam giác trên như thế này? À, thì bởi vì là nếu mình ngăn không có tính những cái phần tử bằng không này nè, mình nối lại các cái phần tử ở phía trên á thì nó ra một cái tam giác, à, nó nằm phía trên của cái đường chéo chính, cho nên có lẽ như vậy cho nên họ đặt tên nó là ma trận tam giác trên. Có một khái niệm mà tương ứng với nó đó là ma trận tam giác dưới. Thì các em phải nhớ rằng là mình đang nói về ma trận vuông đặc biệt, có nghĩa là ma trận tam giác trên hay ma trận tam giác dưới đều đầu tiên phải là một ma trận vuông. Đây cũng là một ma trận vuông. Ma trận vuông này là ma trận vuông cấp 3. Đây là đường chéo chính của nó. Thế thì ngược lại hồi nãy, bây giờ là các phần tử nằm phía trên của cái đường chéo chính của ma trận này đều là số 0. Thì ma trận vuông mà thỏa mãn được cái tính chất là các phần tử nằm phía trên đường chéo chính của ma trận như thế này nè, nó đều là số 0 thì ta gọi nó là ma trận tam giác dưới. À, nếu ta nối các cái phần tử ở phía dưới này lại thì ta được một cái tam giác nó nằm phía dưới đường chéo chính, gọi là ma trận tam giác dưới. Một cái ma trận vuông đặc biệt nữa đó là ma trận chéo. Thế ma trận chéo là ma trận gì? Ma trận chéo là một ma trận vuông mà các cái phần tử nằm phía ngoài của cái đường chéo chính này nè, tức là các phần tử nằm phía dưới đường chéo chính cũng như các phần tử nằm phía trên đường chéo chính đều là số 0. Thì ma trận như vậy ta gọi là ma trận chéo. Các phần tử nằm ngoài đường chéo chính là số 0, còn các cái phần tử nằm phía trên đường chéo chính thì sao? Thì ta không quan tâm đến, nó sao cũng được. Nó có thể là số 0, có thể khác không cũng được. Ma trận vuông đặc biệt cuối cùng đó là ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị nó là một cái ma trận chéo. Các em thấy đây là ma trận chéo, có đúng không nào? Tại vì các cái phần tử nằm ngoài đường chéo chính nó bằng không, giống trên đây, nó là một ma trận chéo. Nhưng nó là một ma trận chéo đặc biệt. À, các cái phần tử, các em thấy là các cái phần tử nằm phía trên đường chéo chính, ngay trên đường chéo chính đều là số 1. Ma trận đơn vị đó là một ma trận chéo mà các phần tử nằm ngay trên đường chéo chính đều là 1. Tôi vừa giới thiệu xong với các em à, các cái loại ma trận. Như vậy là chúng ta có đề cập đến ma trận là gì nè, rồi ma trận bậc thang nè, ma trận không nè, ma trận vuông nè, và tìm hiểu kỹ hơn về ma trận vuông đặc biệt. Bây giờ ta tìm hiểu qua cái kiến thức thứ hai đó là các phép toán trên ma trận. À, cũng như trên tập hợp số á, thì trên tập hợp các ma trận người ta có xây dựng các phép toán. À, có rất nhiều phép toán. Thế lời ta lần lượt sẽ đề cập đến từng phép toán một. Phép toán đầu tiên đó là phép toán bằng nhau. Thế hai ma trận như thế nào thì được gọi là bằng nhau?
Tôi cho ma trận A là ma trận AEG. Ma trận B là ma trận BEG. Thế ma trận A được gọi là bằng ma trận B khi nào? Thì hai ma trận được gọi là bằng nhau khi mà nó thỏa hai cái điều kiện sau đây. Thứ nhất, chúng cùng cấp với nhau. Thứ hai là các cái phần tử tương ứng của chúng bằng nhau. Trên này tôi ghi là AEG nó bằng BEG, có nghĩa là cái phần tử nằm ở dòng Y và cột R của ma trận A thì nó bằng phần tử nằm ở dòng Y cột R của ma trận B. Mà điều này nó đúng với MEG, có nghĩa là tất cả các phần tử của hai ma trận đó bằng nhau, nó y như nhau. Bây giờ mình xem một cái ví dụ cụ thể để cho nó dễ hiểu. Đây là ma trận A. Đây là ma trận B. Thế hai ma trận này trước tiên nói về cấp thì chúng đều là ma trận cấp 3 nhân 4, 3 dòng 4 cột. Như vậy là cấp của chúng bằng nhau. Các phần tử tương ứng của chúng thì sao? Bây giờ ta lấy thử một cái phần tử trong ma trận A. Đây là phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ ba của ma trận A. Tức là Y bây giờ là 1 và R bây giờ là 3. Thì cái phần tử tương ứng với nó ở ma trận B nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ ba thì thấy hai phần tử nó bằng nhau. Mà nếu xét kỹ hơn nữa thì các em thấy là tất cả các phần tử của cái ma trận A và ma trận B mà nằm ở cùng một vị trí nó y như nhau. Đây là số 1, đây là số 1. Đây là số 2. Tương ứng đây cũng là số 2. Hai ma trận như thế này thì theo định nghĩa được gọi là hai ma trận bằng nhau. Như vậy thì nói cho nó đơn giản hơn, ngắn gọn hơn, đó là hai ma trận bằng nhau là hai ma trận hoàn toàn giống y như nhau. Ta xem phép toán tiếp theo, đó là ma trận chuyển vị. Đây là ma trận A. Cái ma trận chuyển vị của ma trận A, người ta ký hiệu nó là ma trận A, rồi có cái T ở trên cái số trên đầu nhỉ. Thì ma trận chuyển vị của ma trận A, tức là ma trận AT này nè, nó là ma trận như thế nào? Thì người ta nói ma trận chuyển vị của ma trận A là cái ma trận có được bằng cách suy ra từ cái ma trận A này nè, bằng cách là đổi cái dòng thứ Y của A thành cột thứ Y của AT. Đổi dòng thứ nhất của A thành cột thứ nhất của AT. Đổi dòng thứ hai của A này thành cột thứ hai. Và đổi dòng thứ ba thành cột thứ ba. Đổi dòng thành cột. Đổi dòng thứ Y thành cột thứ Y. Phép toán tiếp theo là phép toán cộng hai ma trận. Ta cho một cái ma trận A là ma trận AEG, cấp là M nhân N. Ma trận B là ma trận BEG, cấp cũng là M nhân N. Như vậy là hai ma trận này cùng cấp với nhau. Thế thì nếu lấy A, ma trận A cộng ma trận B thì nó sẽ ra một ma trận C. Cái ma trận C này gọi là ma trận tổng của hai ma trận A và B. Thế ta tìm hiểu là ma trận C này nó như thế nào. Thì một cái ma trận hoàn toàn được xác định nếu như ta biết hai điều. Thứ nhất là cấp của nó. Thứ hai là cái phần tử của nó. Thế ở đây muốn biết ma trận C nó như thế nào thì ta cũng phải hiểu là C có cấp là bao nhiêu và các phần tử của nó như thế nào. Thì ma trận C nếu nó là ma trận tổng của hai ma trận A và B thì ma trận C đó họ ký hiệu là CIR và cấp của nó cũng bằng cấp của A và B. Còn các phần tử của nó thì ra sao? Tức là CIR này nè được tính như thế nào từ A và B? Thì người ta nói rằng là cái phần tử CIR, tức là phần tử nằm ở dòng Y và cột R của ma trận C đó, nó bằng tổng hai phần tử tương ứng ở vị trí tương ứng của A và B. Có nghĩa là CIR thì nó bằng AIG cộng với BEG. Có lẽ chúng ta xét một cái ví dụ cụ thể đi.
Ví dụ như cho ma trận A là ma trận này, ma trận B là ma trận này. Thì các em nhớ đầu tiên đó là muốn cộng được hai ma trận thì hai ma trận đó phải cùng cấp với nhau. Thì đây đi, hai ma trận này cùng cấp, chúng đều có cấp là 3 nhân 2. Như vậy là hai ma trận này cộng được với nhau nó thành ra một cái ma trận cũng có cấp là 3 nhân 2. Bây giờ các phần tử tương ứng của nó bằng bao nhiêu? Thế bây giờ phần tử đầu tiên này nè, phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ nhất của ma trận tổng này nè, thì theo định nghĩa ở trên, phần tử nằm ở dòng một cột một của ma trận C này nó chính là tổng của phần tử nằm ở dòng một cột một của ma trận A cộng với phần tử nằm ở dòng một cột một của ma trận B. Có nghĩa là phần tử đầu tiên này nó là 3 cộng 1, đó là số 4. Tương tự như vậy thì cái phần tử nằm ở dòng 1 và cột 2 của ma trận tổng thì ta lấy 0 cộng với 3, tức là 3. Tương tự thôi, rất là đơn giản. Ta lấy 1 cộng 2 thì cái phần tử này nó là 3. Phần tử nằm ở dòng 2 cột 2 ma trận tổng thì lấy số 1 cộng số 1, đó là số 2. Phần tử này sẽ là 4 cộng 4 là 8. Phần tử cuối cùng thì ta lấy 1 cộng 0, nó là 1. Nói cho nó dễ hiểu hơn, đó là khi em muốn cộng hai ma trận lại với nhau thì nhớ điều kiện để cộng hai ma trận đó là gì nè, chúng phải cùng cấp. Và khi cộng được thì ta lấy các cái phần tử tương ứng cộng lại với nhau. Ta xét một phép toán khác, đó là nhân một số với một ma trận. Cho ma trận A là ma trận AIG, cấp là M nhân N. Bây giờ ta lấy số K, ta đem nhân với ma trận A, thì nhân một số với một ma trận nó sẽ ra một ma trận. Và như hồi nãy có nói với các em rằng là khi muốn xác định một ma trận thì ta cần phải xác định hai điều. Thứ nhất là cấp của nó, và thứ hai là các cái phần tử tương ứng của nó. Thế thì nếu A là ma trận cấp M nhân N thì B cũng là ma trận cấp M nhân N. Cấp của B giống cấp của A. Còn các phần tử của nó thì sao? Thì phần tử BIG, tức là dòng nằm ở phần Y, dòng Y cột G, thì nó bằng K lần cái phần tử nằm ở dòng Y cột G ma trận A. BIG bằng K lần AIG. Lấy ví dụ cụ thể đi cho dễ hiểu. Cho một ma trận A, đây là ma trận cấp là 3 nhân 4 này. Bây giờ lấy một số thật nhân với ma trận A. Cụ thể ở đây thì tôi chọn số thật đó là trừ 1. Ta lấy trừ 1 nhân với A thì theo định nghĩa ở trên thì nó sẽ ra một cái ma trận. Ma trận này nó cũng sẽ có cấp là 3 nhân 4, 3 dòng, 4 cột. Các phần tử của nó thì như thế nào nè? Thì ta cứ lấy số K là trừ 1 này nhân cái phần tử của ma trận A. Ví dụ như là phần tử đầu tiên của ma trận này nè, thì ta lấy trừ 1 nhân với phần tử đầu tiên nằm ở dòng 1 cột 1 của ma trận A, tức là lấy trừ 1 nhân với 3, ta được là trừ 3. Bây giờ muốn biết cái phần tử nằm ở dòng thứ nhất mà cột thứ hai của cái ma trận B này là ma trận trừ 1 nhân A này là bao nhiêu, thì em lấy trừ 1 em nhân với 0, thì trừ 1 nhân với 0 ta được số 0. Phần tử nằm ở dòng 1 mà cột thứ 3 của ma trận này thì ta lấy trừ 1 nhân với 2, ta được trừ 2. Rồi lấy trừ 1 nhân với 0 thì ta được số 0. Đây là phần tử nằm ở dòng thứ nhất và cột thứ 4 của ma trận này. Làm tương tự như vậy thì em lấy trừ 1 em nhân với tất cả các cái phần tử của ma trận A thì ta được, đây là dòng thứ 2 này, dòng thứ 3 này. Có đúng không nè? 1 nhân với trừ 1 ra trừ 1 nè. Bây giờ đây số 2 đi, nhân này trừ 2 nè. Đây số 1 nè, thành trừ 1. Đó. Nói còn hơn là khi mà mình lấy một con số nhân với một ma trận, tức là mình lấy con số đó mình nhân với tất cả các cái phần tử của ma trận này. Trong ví dụ đầu tiên này tôi chọn cái K là trừ 1 á, để nói lên một cái khái niệm mới.
Thì khi ta lấy trừ 1 nhân ma trận A, ta được cái ma trận như thế này đây. Thì ma trận này nè, người ta gọi là ma trận trừ A. Còn cái ký hiệu là trừ A. Và được gọi là ma trận đối của ma trận A. Ma trận trừ A là ma trận đối ma trận A. Thì ma trận đối ma trận A là một cái ma trận có thể suy ra trực tiếp từ ma trận A bằng cách là đổi dấu tất cả các phần tử của nó. Ta xét thêm một ví dụ nữa. Cho A là ma trận như trên bảng. Cho B là ma trận. Đây là ma trận có 4 vòng 3 cột. A là ma trận có 3 vòng 4 cột. Bây giờ câu hỏi là tính cái ma trận C. Biết rằng ma trận C thì bằng là 2 lần ma trận A trừ đi ma trận BT. Ma trận BT nói rồi ha, đó là ma trận chuyển vị của ma trận B. Khi viết như vậy lập tức có em sẽ hỏi là thầy ơi, thế thì ở đây nó có cái phép trừ ma trận mà hồi nãy thầy chưa giới thiệu phép trừ ma trận. Thế xin nói rằng là chúng ta không học phép trừ hai ma trận. Chúng ta học phép cộng hai ma trận thôi. Thế thì cái trừ BT này ý nghĩa nó là sao? C bằng 2A trừ BT có nghĩa là C bằng 2A cộng với ma trận đối của ma trận BT. Vậy thì muốn tìm ma trận C nè, thì trước tiên ta tìm ma trận 2A, rồi ta tìm ma trận chuyển vị ma trận B nè, là BT nè, rồi tiếp theo là tìm ma trận đối ma trận chuyển vị này nè, rồi ta tính tổng của hai ma trận này thì ra ma trận C. Các bước làm là như vậy. Trước hết ta tính ma trận 2A, có trận A rồi thì ma trận 2A đó là cái ma trận cấp cùng cấp với ma trận A. Các phần tử thì sao? Thì ta lấy số 2, ta nhân với các phần tử của ma trận A. Ta lấy số 2 nhân với các phần tử trên vòng thứ nhất của ma trận A. 3 nhân 2 là 6 nè, 1 nhân 2 là 2 nè, 2 nhân 2 là 4 nè, đây 0 nhân 2 là 0. Tương tự như vậy thì cái vòng thứ hai ma trận A được nhân cho 2. Ta được là 2 2 trừ 2 4. Vòng thứ ba 8 2 4 0. Đây là ma trận 2A. Tiếp theo ta đi tìm cái ma trận chuyển vị ma trận B là ma trận BT. Vừa rồi ở trên có nói ma trận chuyển vị ma trận B rồi. Ma trận chuyển vị ma trận B là cái ma trận được suy ra từ ma trận B bằng cách đổi dòng thứ y thành cột thứ y. Như vậy thì ma trận BT sẽ có dáng dấp như sau. Nếu ma trận B này nó có cấp là 4 nhân 3, 4 vòng 3 cột thì ma trận BT này nó sẽ có 3 vòng và 4 cột. Ta đổi cái vòng thứ nhất của ma trận B thành cột thứ nhất của ma trận BT. Như vậy là cột thứ nhất của ma trận BT này nè, nó là 3 1 5. Vòng thứ hai của ma trận B thành cột thứ hai của ma trận BT. Vòng thứ ba thành cột thứ ba. Và dòng cuối cùng 3 trừ 2 4 thành cột cuối cùng của ma trận BT. Như vậy là ta làm được hai điều rồi, tính được ma trận 2A và tìm được cái ma trận BT rồi. Tiếp theo ta sẽ tìm ma trận đối của ma trận BT này, ma trận trừ BT. Thì ở trên có nói là từ ma trận BT mà nếu em muốn suy ra ma trận đối của nó thì em đổi dấu các phần tử của nó. Như vậy thì dễ thấy ngay là ma trận trừ BT là ma trận này. Tôi vừa đổi dấu tất cả các cái phần tử của ma trận BT. Tôi được ma trận đối ma trận BT. Bước cuối cùng để xác định ma trận C thì ta chỉ việc lấy ma trận 2A cộng với ma trận trừ BT. Ta lấy ma trận này cộng ma trận này. Cộng được không? Thì hồi nãy là muốn nói rằng là muốn cộng hai ma trận thì chúng ta chỉ cộng được khi nào mà chúng cùng cấp với nhau. Thì ở đây ma trận 2A và ma trận trừ BT chúng cùng cấp, cùng cái cấp là 3 nhân 4. Thế cộng thì ta cộng các phần tử tương ứng lại với nhau. Như vậy thì ma trận C nè, đó là một cái ma trận có cấp cũng là cấp 3 nhân 4. Các phần tử của nó, ví dụ phần tử đầu tiên, phần tử nằm ở vòng 1 cột 1 của ma trận C, thì tôi sẽ lấy cái phần tử đầu tiên nằm ở vòng 1 cột 1 ma trận 2A
tôi cộng với phần tử đầu tiên nằm ở vòng 1 cột 1 này của mặt trận trừ BT, lấy 6 này cộng với trừ 3 này, chỗ này tôi được số 3 này. Tương tự thì cái phần tử nằm ở vòng 1 cột 2 của mặt trận C thì lấy phần tử nằm ở vòng 1 cột 2 mặt trận 2A cộng với phần tử này nằm ở vòng 1 cột 2 mặt trận trừ BT, lấy 2 cộng với trừ 2, chỗ này là số 0. Tương tự em có 4 cộng 5 này, 9, 0 cộng trừ 3 là trừ 3. Ở dưới này ta làm tương tự các em. Ta được cái 1 này, 2 cộng 0 này là 2 này, chỗ này trừ 2 cộng với 0, ta được trừ 2. Ở đây được số 6. Lấy 8 cộng với trừ 5, em được số 3. Lấy số 2 cộng với số trừ 4, cùng vị trí nha, thì chỗ này sẽ trừ 2 nè. Phần tử nằm ở vòng 3 cột 3 nè, của mặt trận 2A nè, 4 nè, cộng với phần tử nằm ở vòng thứ 3 cột thứ 3 của trừ BT là số 2 nè, thì 4 cộng 2, chỗ này tính số 6 nè. Cuối cùng là 0 cộng với trừ 4 là trừ 4. Như vậy là ta làm xong cái ví dụ này. Bây giờ xin mời các em tiếp tục nhìn lên trên màn hình này. Chúng ta sẽ đi vào cái phép toán cuối cùng, đó là phép toán nhân hai ma trận. Cho ma trận A là ma trận AIG có cấp là M nhân N. Các em để ý là tôi có đánh cái màu khác nhau đây nè. Tức là trong cái toán nhân hai ma trận thì các em phải để ý cái cấp của những cái ma trận này. Cho ma trận A cấp là M nhân N. Cho ma trận B cấp là P nhân Q. Thế thì cái tích hai ma trận A nhân B đó không phải lúc nào nó cũng tồn tại, nó phải có cái điều kiện. Thì điều kiện để tồn tại cái ma trận tích A nhân B mà ta ký hiệu là ma trận C này nè, đó là N phải bằng P. N là gì? Nó là số cột của ma trận A. P là gì? Nó là số dòng của ma trận B. Như vậy thì điều kiện để tồn tại ma trận tích A nhân B đó là số cột của ma trận trước, N đây, nó phải bằng cái số dòng của ma trận sau, bằng P nè. Muốn nhân hai ma trận với nhau, trước tiên ta phải xem thử là chúng có nhân được hay không. Và điều kiện để nhân được đó là số cột ma trận trước bằng số dòng ma trận sau. Và khi nhân được rồi thì cái ma trận tích C này nè nó như thế nào? Thì muốn biết nó như thế nào thì ta cũng phải tìm hiểu hai điều giống như ở trên, tức là ta cần phải biết cấp của C là bao nhiêu và các phần tử của nó như thế nào. Thế thì lúc này nè, vì N bằng P cho nên ma trận A coi như là ma trận cấp là M nhân P, N được thay bằng P đó, và ma trận B là ma trận P nhân Q nè, số dòng của A nè, số cột của A nè bằng số dòng của B nè. Đó. Nhân được như vậy thì ta ra ma trận C. Thì cái ma trận C được kêu là CID này nè, nó có cấp như thế nào? Khi nó tồn tại thì cấp của C như thế nào? Thì cấp của C đó nó là M nhân Q. Lúc này ma trận tích sẽ có số dòng là M, số cột là Q. Số dòng của ma trận C nó bằng số dòng của ma trận A, ma trận trước, và số cột của ma trận C đó nó bằng số cột của ma trận sau. Để cho dễ nhớ là mình giống như là mình đơn giản cái P với cái P vậy em, còn lại là M mà nhân Q, M nhân Q. Như vậy là mình biết được cái cấp của ma trận C là ma trận tích rồi. Bây giờ ta tìm hiểu thêm cái phần tử tương ứng, phần tử của nó như thế nào, cái phần tử CIR này nó như thế nào, nó được tính như thế nào so với lại phần tử của A và B, tính CIR thông qua các phần tử của A và B như thế nào. Thì người ta định nghĩa là CIR đó nó là tổng sigma T chạy từ 1 cho đến P của AIT nhân BTG. Cái tổng này tôi khai triển thêm một tí. Bây giờ mình cho T là 1 đi, thì có phải chỗ này là AI1 cộng với B1 ri không? T là 1 đó.
cộng với sigma là tổng mà, cộng với cho t là 2 thì chỗ này ta được là ai2. T là 2 nè, ai2 cộng b2r. Ai2 cộng b2r. Cho t là 3, t là 4 vân vân. Thế cuối cùng thì mình sẽ cho t là p. Thì cho t là p mình được là aip cộng bpr. Đây, aip cộng bpr. Thế viết như vậy thì trông nó cũng hơi khó hiểu đây. Tôi diễn dịch cho nó dễ hiểu hơn một tí xíu nè. Các em thấy là trong cái tổng này nè, mình xét các phần tử của ma trận A. Thì em thấy đây nè, AI1 nè, AI2 nè, vân vân nè, AIP nè. Hai cái chỉ số này chỉ số nào là không đổi nè? Phải là chỉ số Y không nè? À, Y không đổi. Còn cái cột R nè, chỉ số cột thay đổi nè. Như vậy là các phần tử AI1, AI1 là phần tử đầu tiên nằm ở dòng thứ Y của mặt trận A. AI2 là phần tử nằm ở dòng Y, phần tử thứ hai ở cột thứ hai đó, nhưng mà vẫn là dòng thứ Y của mặt trận A. Như vậy là các cái phần tử AI1, AI2, AIP này có phải là các cái phần tử nằm ở dòng Y của cái ma trận A không? Đây, AI1, AI2 vân vân này, AIP này. Đây là các phần tử nằm trong dòng Y của ma trận A này. Còn cái B1R, B2R vân vân, BPR nè. Thì ở đây là chỉ số R là không đổi nè. Các phần tử này nè là các phần tử nằm ở cột thứ R, R không đổi mà. Cột thứ R của ma trận B. Đây. Nó nằm trong cái cột thứ R. Thế cái tổng này nè, các em nếu mà liên hệ với là cái tích vô hướng trong cái chương trình hình học giải tích lớp 12 á, thì em thấy nó gần gần giống như cái tích vô hướng không? Có phải nếu là lấy hai này nhân nhau nè, lấy AI1 nè, phần tử đầu tiên này nhân B1R nè, đây nè. AI2 nè nhân phần tử thứ hai là B2R nè, vân vân nè. Phần tử cuối cùng nè, AIP nè thì nhân với BPR nè. Đó. Có nghĩa là cái phần tử nằm ở dòng Y cột R của cái ma trận tích số này nè được tính bằng cách là ta lấy cái dòng thứ Y của cái ma trận A đem nhân với cột thứ R của ma trận B. Đó. Khi vẽ hình ra như vậy có thấy gì rõ hơn được không? À. Ta lấy ví dụ đi, cho ma trận A này, ma trận B này. Thế bây giờ người ta yêu cầu mình tìm cái ma trận tích A nhân B. Thế trước hết là cái ma trận này nó có tồn tại không? À, thì ma trận này á, C đó là tích của A và B, mà A là 2 nhân 3, à, còn B là 3 nhân 2. Như vậy rõ ràng là cái số cột của ma trận A nó bằng số dòng của ma trận B. Như vậy tích này tồn tại. À, tích ma trận C là tồn tại. Tồn tại và nó như thế nào? À, thì tôi xem đây như là một bài tập về nhà. À, các em làm thử dựa vào cái định nghĩa vừa rồi. À, tiết học sau sẽ giảng cái này cách cụ thể cho các em.